Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mà Nhỏ của Minh Thành Vlog. Và đầu tiên Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không biết nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda Vario 160 trang bị động cơ 160cc sẽ ra mắt cuối năm 2021. Honda Vario 160 trang bị động cơ của Basic 160 sẽ ra mắt cuối năm 2021. Đây là thông tin được một số nguồn tin đáng tin cậy từ Thái Lan và Indonesia tiết lộ cách đây vài giờ. Theo đó, mẫu xe tay ga đình đám tại Việt Nam là Vario 150 có khả năng lớn sẽ được Honda cho ra mắt phiên bản hoàn toàn mới là Honda Vario 160 phiên bản 2021. Honda Vario 160 được cho là phiên bản tiếp theo của Vario 150 sẽ được trang bị chung khối động cơ USB cộng có dung tích 156,93cc tương tự Basic 160. Honda Basic 160 2021 đã chính thức bán ra tại Thái Lan với 3 phiên bản gồm Basic 160 không phanh ABS có giá bán tương đương 66,5 triệu đồng, Basic 160 phanh ABS có giá bán tương đương 70 triệu đồng và phiên bản Hybrid Basic 160E HEV giá bán tương đương 83 triệu đồng. Honda Vario 160 được cho rằng sẽ được lột xác về thiết kế ngoại hình cũng như trang bị khối động cơ mới ESP cộng đáng giá. Ngoài ra, Vario 160 cũng sẽ được trang bị hàng loạt công nghệ mới tương tự Basic 160. Honda Basic 160 hoàn toàn mới được trang bị động cơ SOHC 4 van ESP cộng thế hệ mới có dung tích 156,93cc. Động cơ trên Honda Basic 160 có thêm 2 van là dung tích lớn hơn so với Basic 150, đồng thời xe sản sinh công suất và lực kéo lớn hơn. Honda Vario 160 có thể trang bị động cơ tương tự Basic 160, cho ra công suất cực đại đến 15,6 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 15 nm tại 6.500 vòng trên phút. Vario 160 có thể sẽ được tích hợp một số công nghệ an toàn gồm HSTC, X-Link Top, tiết kiệm nhiên liệu, ABS. Honda Vario 160 2021 phiên bản mới trang bị động cơ ESP cộng tương tự Basic 160 hiện chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn và có khả năng sẽ được ra mắt vào giữa cuối năm 2021. Trước đây khối động cơ 160cc cũng có tin đồn được Honda nâng cấp cho WinX với dung tích lớn hơn nhằm cạnh tranh với Exciter 155VVA. Và vừa rồi là những thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy về sự ra mắt của Honda Vario 160cc vào dịp cuối năm. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.